Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP lần thứ 5 đã được tổ chức vào 7 giờ 15 ngày 1 tháng 9 năm 2021 giờ Việt Nam theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế Nhật Bản Nishimura Yasutoshi cùng với sự tham gia của Bộ trưởng và quan chức cấp cao các nước Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam để xem xét, rà soát việc thực thi Hiệp định CPTPP. Tại phiên họp, các bộ trưởng đã lắng nghe báo cáo công việc của các ủy ban, hội đồng và nhóm công tác chuyên môn của Hiệp định CPTPP, cũng như tình hình hợp tác giữa các nước CPTPP trong việc triển khai các sáng kiến thúc đẩy việc thực thi Hiệp định CPTPP. Các bộ trưởng khẳng định trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Hiệp định CPTPP đã và đang tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình phục hồi kinh tế và thương mại, giúp duy trì và tăng cường khả năng phục hồi các chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch. Ngoài ra, các bộ trưởng cũng khẳng định sẽ duy trì và củng cố hệ thống thương mại đa phương với trọng tâm là Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ với các thành viên WTO khác nhằm đạt được kết quả thành công tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 sắp tới. Các bộ trưởng dành thời gian thảo luận về việc mở rộng Hiệp định CPTPP, đặc biệt là việc gia nhập của Vương quốc Anh. Các bộ trưởng ghi nhận những kết quả đạt được cho đến nay và nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vương quốc Anh để chuẩn bị cho phiên họp đầu tiên của nhóm công tác về việc gia nhập của Vương quốc Anh. Kết thúc phiên họp, các bộ trưởng đã thông qua quyết định của Hội đồng CPTPP về thành lập Ủy ban Thương mại Điện tử và tuyên bố chung cấp bộ trưởng. Đoàn Việt Nam đã tham gia tích cực và có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng được các nước ghi nhận và đánh giá cao, góp phần vào kết quả thành công chung của phiên họp. Dự kiến, phiên họp Hội đồng lần thứ 6 sẽ được tổ chức vào giữa năm 2022 do Singapore chủ trì.